đất xuống của đất đất xây theo dõi đất chuẩn bị trên hết quay trái nó soi thâu đất xây con chuẩn bị phải quá. Bác sĩ Trân xin chào quý khán giả. Vừa rồi thì Bệnh viện Quốc tế Phương Châu vừa tiếp nhận và phẫu thuật một ca viêm chóp xoay rất là điển hình. Tình trạng của bệnh nhân là một bệnh nhân nam 46 tuổi nhập viện với tình trạng là hạn chế vận động xoay và dạng của cái cánh tay bên trái. Với triệu chứng là bệnh nhân rất là đau khi giơ tay và dạng tay. Bệnh nhân đau đến nỗi là không ngủ được. Bệnh nhân đến khám và được chẩn đoán là gách chóp xoay vai bên trái. Cái vai nó bị đau. Trong khi đó mà thời gian dài mà mình không biết, mình cứ khám dưới người ta nói là mình thoái quá à, rồi chích nó không hết. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi để khâu chóp xoay. Hiện tại thì bệnh nhân đã khỏe và chuẩn bị xuất viện. Thời gian nằm viện là thông thường khoảng 3 ngày. Những chấn thương, những cái tổn thương thường được điều trị hiệu quả bởi phương pháp nội soi khớp vai, bao gồm thứ nhất là gách chóp xoay, thứ hai gách xương quyền, thứ ba là hội chứng viêm mẫn cùng vai. Hiện tại thì Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã thực hiện tốt cái kỹ thuật nội soi khớp vai để điều trị những bệnh lý ví dụ như là viêm chóp xoay, rách chóp xoay, hội chứng mẫn cùng vai, rách xương viền. Với đội ngũ và trang thiết bị hiện đại của bệnh viện có thể đáp ứng tất cả các cái tổn thương từ đơn giản tới phức tạp, giải quyết tất cả những cái khó chịu của bệnh nhân, đem lại cho bệnh nhân cái hiệu quả điều trị tốt nhất và nhanh nhất có thể. Nhân viên y tế với bác sĩ là rất nhiệt tình. Rất như nhiệt tình và vui vẻ, mà thấy vừa bụng lắm. Khách bệnh ở đây, bệnh nhân ở đây thấy ai cũng hài lòng.